thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Esai chương 5 là bài kết án thứ 3 và cuối cùng của tiên tri Esai trong phần dẫn nhập sách. Bài kết án thứ nhất, chương 1, giới thiệu toàn bộ nội dung sách bằng cách trình bày các chủ đề chính mà vị tiên tri sẽ nói đến trong các chương 2 đến chương 66. Bài kết án thứ hai, chương 2 đến chương 4, trình bày sự tương phản giữa điều Đức Chúa Trời đã định cho dân Israel và thực trạng của họ trong thời của Esai. Bài kết án thứ ba này, chương 5, là rất khéo léo khi vạch trần thực trạng của dân Israel trong thời Esai và những hậu quả đi kèm. Chương này bắt đầu bằng một bài ca ẩn dụ về vườn nho và kết thúc bằng sứ điệp đoán phạt công khai. Câu 1 đến câu 7 là bài ca ẩn dụ về vườn nho. Khu vườn này được chủ vườn chăm nom chu đáo, nhưng nó lại sinh ra trái nho hoang. Đây là điều mà không một chủ vườn nào mong muốn. Chủ vườn đã đầu tư chăm sóc vườn nho trong mọi điều kiện tốt nhất. Vậy mà thay vì vườn nho cho ra những trái nho ngon, trái nho tốt, thì nay lại cho ra những trái nho chua chát. Vì thế, chủ vườn nho triệu tập một phiên tòa. Bị cáo trong phiên tòa là dân cư Jerusalem và người Juda. Lời cáo buộc là chủ vườn làm mọi điều cho vườn nho, mong nó ra trái nho tốt, nhưng rồi nó sinh ra trái nho hoang. Phán quyết đưa ra là chủ vườn nho tước bỏ mọi sự chăm sóc, mọi sự bảo vệ trên vườn nho. Hàng rào bảo vệ bị phá vỡ, bức tường bị sụp đổ, không tỉa sữa, không vun xới, bỏ mặc cho gai gốc và không ban mưa xuống trên mảnh vườn. Tiên tri Esai giải thích cho ẩn dụ vừa kể trên như sau. Đức Giê-hô-va vạn quân là chủ vườn nho, còn vườn nho là nhà Israel và người Giu-đa. Trái nho tốt đáng mong đợi là công lý và công chính. Trái nho hoang là phạm pháp. Chúa ban cho họ mọi điều để có thể sống công chính, nhưng họ lại chọn sống trong tội lỗi. Vì thế, bản án sau đây dành cho là thích đáng. Câu 8 đến câu 25 là bản tuyên án cho từng tội trạng cụ thể của nhà Israel và dân Giu-đa. Thứ nhất, Chúa lên án tội tham lam, tức là họ chỉ biết lo cho bản thân, thỏa mãn bản thân hơn là nhìn biết Chúa. Hình phạt họ phải chịu là bị lưu đày, đói, khát, chết chóc. Thứ hai, Chúa lên án tội thách thức đức công chính của Chúa. Họ sống dối trá mà còn dám lên mặt đòi Chúa thực thi công lý mau chóng cho họ nhìn biết. Họ sống bất chấp trắng đen mà chẳng sợ gì. Họ tự tôn bản thân, tự nuông chiều bản thân mình và nuông chiều người khác. Họ chà đạp công trình và nhận của hối lộ. Hình phạt họ phải chịu là bị tiêu diệt như rơm rạ bị lửa đốt. Cơn giận của Chúa được bày tỏ, Chúa phạt họ và họ phải chết. Câu 26 đến câu 30 mô tả công cụ đoán phạt của Chúa. Chúa dùng đạo quân là các dân tộc xa xôi để tiêu diệt dân Israel. Lúc này, dân Israel chỉ còn bóng tối và tai họa. Họ không còn là ánh sáng cho thế gian nữa. Mọi hình thức tội lỗi này đều cho thấy dân Chúa đã yêu chiều bản thân mình hơn là yêu kính Chúa. Được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương của Chúa, nhưng lại lợi dụng tình yêu thương đó để chiều chuộng bản thân. Được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương của Chúa, nhưng đời sống không phản ánh được tình yêu thương đó trong các mối liên hệ xã hội, mối liên hệ với Chúa. Thay vì dùng phước hạnh vật chất mình có để bảo vệ người khác, để nuôi dưỡng các mối liên hệ với người khác, họ lại dùng chính vật chất đó để tự cô lập bản thân. Thay vì dùng sự tự do, sự hiểu biết để xây dựng xã hội công chính, họ lại dùng chính điều đó hủy phá xã hội bằng sự bất chính. Họ tham lam và họ thách thức Chúa. Chúa công bố hình phạt trên dân Chúa.
nên nhớ, bất cứ tội lỗi nào rồi cũng sẽ bị vạch trần, bất cứ tội nhân nào rồi cũng sẽ bị hình phạt thích đáng. Nhưng Đức Giê-hô-va vạn quân được tôn cao khi phán quyết, Đức Chúa Trời là Đấng Thánh, bày tỏ chính Ngài là Thánh trong sự công chính. Câu hỏi suy ngẫm: có điều nào trong đời sống tôi đang kháng cự, thậm chí phản bội tình yêu thương của Chúa dành cho tôi? Điều đó thể hiện qua hành động nào trong đời sống tôi? Tôi muốn quay trở lại sống trong tình yêu thương của Chúa như thế nào? Chúng ta cùng cầu nguyện. Thưa Chúa kính yêu, con biết ơn Chúa đã yêu thương, nuôi dưỡng và chăm lo cho đời sống con. Mỗi buổi sáng mai thức dậy, con được nhắc nhở về sự mới mẻ Chúa ban cho một ngày mới. Con được nhắc phải đến với Chúa để nhận dưỡng chất từ nơi Ngài và sống kết quả cho Ngài. Nhưng Chúa ơi, trong đời sống có lúc con để tội lỗi chết ngự. Con tham lam vì chỉ biết tập trung sống cho chính bản thân của mình mà không biết tìm kiếm Chúa. Con tự thỏa mãn xác thịt của mình qua việc thích gì làm nấy mà không quan tâm đến điều đó có đẹp lòng Chúa không. Con tự nuông chiều bản thân như là ngủ nhiều, ăn nhiều, chơi game suốt ngày, nghiện Facebook, TikTok. Con làm ngơ trước điều công chính cần phải thực hiện. Ôi Chúa ơi! Xin Chúa thương xót và tha thứ cho con. Xin giúp con tôn Chúa làm chủ và sống lệ thuộc vào Chúa và kết quả cho Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại vào ngày mai.